Trời đã khuya rồi đây. Lên cái gì cho bác bây giờ nhỉ? Điện thoại VIP vừa về một lô nữa bác nha. À lên cho bác, em có một con đồng hồ là layout nhé. Lên con layout đi, không lót này cho bác đây. Lên con layout này cho bác đi nhá. Báo cáo bác là tiền ít cứ chơi layout rồi cho em. Nước nôi tẹt ga, bao nước nôi. Bao nước nôi bao đẹp bao chất cho bác luôn. Nhá. Tiền vừa phải các bác cứ chơi layout cho em Tuấn. Nói thế cho nó phấn khởi. Chứ bây giờ nhiều những con bây giờ bỏ ra 40-50 triệu hay mấy chục triệu liền. Xong về cuối cùng cứ đi đi out nữa. Này chơi con layout đi bác này. Em có con này. Đấy. Con layout này. Làm con layout này đi. Để cho bác hơn 2 triệu và gần 3 triệu. Đấy. Nốt leo bác nhé. Này. Đây. Leo cho bác nhé. Con này các bác có thể biếu cho tặng hoặc là chị em mua tặng bố tặng mẹ tặng chồng. Ok đi, tặng con này đi. Nói chung là mình chơi theo kiểu của mình, phong cách của mình, còn bác nào rất nhiều tiền không nói nhá. Bác nào quá nhiều tiền không nói. Bác nào quá nhiều tiền bỏ mua những con hút lót cả 100 triệu, cả 100 triệu không nói. Đây. Em còn con leo này em chuyển cho bác nào nhé. Leo thôi. Hàng neo. Sổ sách. Neo. Con này đính đá full luôn. Full đính đá automatic, cơ automatic luôn. Ok chưa? Để cho bác 2 triệu 9 con này. 2 triệu 9 con leo này. Đấy, còn hộp nguyên cho bác về chị em mua tặng chồng, tặng bố, tặng mẹ. À tặng bố thôi, mẹ thì không đeo được con này rồi. Nếu mà mẹ nào phong cách đàn ông thì có thể tặng được. Mẹ nào phong cách đàn ông tặng được. Rồi con leo này. Đấy. Con này tặng ok cho bác luôn. Sẽ có hộp trước túi sách cho bác tặng luôn. À đâu có túi sách đây. Đây. Em vẫn còn cái túi của nó nhé. Túi sách của nó em chưa đúc cơ. Em chưa đúc túi sách của nó cơ. Đây, đây không? Về các bác mua tặng. Các bác các chú các anh mua tặng bố, tặng mẹ, tặng bạn, tặng em. Nói tóm đi tóm lại là mình xài thằng hàng layout này cho đỡ phí tiền. Nói chung còn bác nào rất nhiều tiền không nói. Đây là layout đấy, để em nhắc ra. Rất nhiều tiền không nói. Ok chưa? Con này phun đá luôn. Cơ automatic. Đâu cho cái khăn lau đâu rồi. Lau đi cái để lâu lâu không mở ra nữa bụi. Cái khăn đâu rồi? Từ đợi em chút em xem cái khăn đâu. Cái khăn lau đồng hồ này thì nó phải như cái khăn lau điện thoại ấy. Nó phải ở đây, nó phải mịn. Hoặc lau kính thì phải dùng những cái đấy lau nó mới thích. Những cái dòng này này. Nó càng lau càng sáng bóng lên. Thôi nhé. Lên tay con này thì quá sang chảnh luôn. À size con này là size 40 bác nhé. Nên hợp với các cỡ cổ tay. Cổ tay từ tầm từ cái cổ tay này này. Bác chú ý nhé, size 40. À, cổ tay tầm từ 18 đến 22 đeo thoải mái. Đây, lên tay em báo cáo bác là bao phê luôn này. Em Tuấn bao nhé. Chưa lên tay bao giờ. Nước nồi bác yên tâm nhé. Nước nồi ok luôn, bao phê cho bác luôn. Ngồi này, bác nhìn chưa. Tay của em nó hơi cúi bắp. Nhưng mà này, tay các bác nào thư sinh hay các cháu các em các chú thư sinh hơn tí, tay em nó hơi cúi bắp. Đấy. À, size này size 40 nên hợp với cổ tay to từ 18 đến 22, 23 tùy. Đeo được hết. Con này là full đính đá nha, đính đá full hết. Đính đá full hết này. Full đá. Cơ automatic. Đấy. Để cho bác 2 triệu 9. 2 triệu 900 nghìn. Cái này là hợp với phong cách trẻ, trẻ trung. Nói chung là có nghĩa là mình thích ăn mặc nó trẻ trung ấy. Còn tuổi nào cũng đeo con này cũng đỉnh rồi, đỉnh rồi. Nhưng con phong cách nó sẽ đeo là nó sẽ trẻ, nó làm trẻ hóa con người mình ra. Dây silicone. Nước thoải mái, nước nôi thoải mái luôn. Ok chưa? Đấy, full. Class full. Hàng layout luôn bác nhé. Đeo cái con này thì bác phải nghĩ gì nữa. Bác gì phải nghĩ nữa bác. Được chưa? Trong logo bên trong là của Homeblocks. Cơ automatic ấy. Con này có tự động lên cót. Tự động lên cót. Mình đeo tay luôn. Hoặc có thể lên cót tay.
À, cửa sổ lịch nó nằm ở điểm 3 giờ. Đính phun đá luôn. À, báo cáo bác là bây giờ thì tôi bác là thích cái đồng hồ cũ lướt cũng được. Những con này về các bác chỉ sẵn giờ sử dụng thôi. Về sẵn sử dụng. Cho tặng giá trị những con này cho tặng các bạn phun đá hết nhá. Con này phun đá luôn. Phun đá. Để bỏ ra 2.900.000 những con này bác nhìn. Phun đá luôn các bác nhá. Phun đá luôn, ok chưa? Size 40 bác nhá, size 40. Khóa này em còn chưa nhấc ra đây. Em cứ nhấc cái khóa ra cho bác nhìn nó thích. Khóa khóa thông minh, khóa bướm đấy. Nó thông minh. Bác nhá, khóa thông minh này. Đấy. Happy birthday to you. Đấy, đây này. Em chưa bóc, em chưa dùng. Chưa dùng tí nào luôn. Nó nhìn chưa? Hàng đẹp xuất sắc luôn các bạn. Đẹp xuất sắc luôn. Ôi giời, giới thiệu như thế nhưng con kia nó lắm mồm quá. Hot ít thôi. Đấy, phun đá bác nhá. Phun đá. Em phun đá. Em hun lót này. Lót phun đá. Kim vàng. Cơ automatic. Nước nôi thoải mái đi bác, riêng con này nước nôi thoải mái bác nghe. Nước nôi thoải mái luôn. Ok chưa? Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 961. Hoặc là nhắn Zalo số đấy cho em. Nếu mà gọi em không trả lời thì nhắn Zalo hoặc nhắn vào tin vào số điện thoại đấy. Bởi vì là có nhiều lúc là nó trồng cuộc gọi. Hoặc có những lúc mình phải bận hoặc ăn cơm hoặc nghỉ ngơi đấy. Bác nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin vào số Zalo 0911 169 961 cho em. Đây cái số Zalo kia. À, tí đặt cái biển ra đây nó hợp lý nhất để cho bác tiện gọi. Rồi em Tuấn chào bác nhé. Đấy. Cơ automatic ạ. Con này cơ ạ. Bác nhìn kim nó vẫn đang chạy đây. Đấy, bây giờ 11 giờ kém đấy. Bây giờ đây 10 giờ, 11 giờ bác nhìn nhá. Đây, 10 giờ 39 thì đây nó là 10 giờ 39 này. Gần 40 giờ. 10:39 được chưa ạ? Đó. À thì có rồi, giới thiệu rồi. Các bác làm quà thì bảo em gửi túi rồi nhá, gửi túi để làm quà nhá. Bác nào muốn làm quà thì bảo em Tuấn đưa túi cho để các bác gửi làm quà rất là quý. Những cái mặt hàng này các bác đã tặng quà thì khỏi phải nghĩ rồi. Chào các bác.